Mùa thi năm nay ghi nhận những thành tích ấn tượng của những em học sinh đến từ những miền quê nghèo và hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Không máy tính, internet, học thêm, sách vở phải mượn bố mẹ phải làm ruộng hoặc là bán ve chai lấy tiền cho con đi học. Chỉ như thế thôi, nhưng từ đó đã làm nên những thủ khoa xuất sắc trong kỳ thi đại học vừa qua. Chúng ta hãy nhìn lại một số gương mặt thủ khoa đến từ những trường làng như vậy. Chỉ có hơn 30 đầu sách, gồm cả sách giáo khoa và sách tham khảo cho 4 môn ôn luyện là toán, lý, hóa và sinh học. Nhưng kỳ thi đại học năm nay, Nguyễn Đình Thành đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối B Học viện Quân y với 28,5 điểm. Cái động lực để giúp em vượt qua những khó khăn đó là thứ nhất là vì bố mẹ và vì hoàn cảnh của gia đình sống. Em cùng giúp bố mẹ làm việc nha, cùng hiểu được cái nỗi vất vả của nghề nông. Cái khó khăn của Thành là đi học thì xa, nhất là cái mùa đông, đi cũng phải nhờ đèn ô tô, về cũng phải nhờ đèn ô tô, vì 5 giờ kẹm là phải đi rồi. Đều đặn trong suốt 3 năm trời, bất kể nắng mưa, Nguyễn Đình Thành đã vượt quãng đường hơn 30 cây số mỗi ngày để đến trường học tập. Bố mẹ làm ruộng, nhà nghèo, trở thành bác sĩ quân y là ước mơ và cũng là sự lựa chọn có chủ định của Thành nhằm bớt gánh nặng cho gia đình trong quá trình học tập. Hơn một tuần nay, thôn Sa Mạc, xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội vui hơn thường lệ bởi trong thôn có hai em học sinh đỗ thủ khoa đại học. Em Kiều Văn Bắc là tân thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải. Nhà chỉ có hai mẹ con, thu nhập trông chờ vào 3 sào lúa. Nuôi con gà, nuôi lợn, nhiều khi cũng phải mua chịu cám người ta. Mẹ em lại thường xuyên ốm đau. Tôi cũng chỉ đủ khả năng để nuôi một con lợn mẹ thế với vài con lợn trai thôi. Nếu mà nó đẻ ra được độ chục con thì cũng lại phải bán đi một ít để lấy tiền cám hoặc là cho cháu ăn học. Em cảm thấy mẹ em rất là vất vả, nhiều lúc em cũng cảm thấy thương ạ. Vì vậy nên em cũng quyết là học giỏi để sau này có thể báo đáp bố mẹ ạ. Ban đầu, Bắc định thi Học viện Kỹ thuật Quân sự để bố mẹ không phải mất tiền nuôi. Thế nhưng, sức khỏe của em không đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, em đã thi trường giao thông. Đó cũng là trường em thích. Nhưng như vậy, có nghĩa là gánh nặng sẽ lớn hơn. Cách nhà Bắc 3 nóc nhà, em Trịnh Văn Chiến cũng nhận được tin vui đỗ thủ khoa khối A Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cuộc sống gia đình khó khăn, bố mẹ Chiến phải để các con ở nhà vào miền Nam nhặt ve chai. Mỗi năm, họ chỉ về nhà thăm con một lần vào dịp Tết. Chiến là con cả trong nhà. Ngoài việc học, em phải thay bố mẹ chăm lo các em. Các cụ vẫn nói là ngửa cử vàng, ra ngang cử sức. Trong gia đình như thế, em nghĩ đấy là điều kiện tốt để em rèn luyện cho mình nhiều đức tính, sự tiết kiệm, ngập ngập trong suy nghĩ rồi thì... mình đứng đáng hơn. Bản thân mẹ em, chị Nguyễn Thị Ngọc cũng không nghĩ con mình có thể đạt kết quả cao như vậy. Không, nói chung là cũng không thể nghĩ là cháu nó được kết quả ngày hôm nay. Vì vợ chồng em cũng bỏ cháu đi suốt một bé đến giờ. Nghĩ rất là tội. Không phải tham dự kỳ thi đại học, em Nguyễn Mai Phương được tuyển thẳng vào trường Học viện Bưu chính Viễn thông nhờ kết quả học tập xuất sắc trong 3 năm trung học phổ thông. Là chị cả trong một gia đình có 3 chị em, Nguyễn Mai Phương từ khi sinh ra đã không may mắn khi các cơ của em yếu, mềm, toàn thân vận động khó khăn. 12 năm đến trường là 12 năm Mai Phương nằm trên lưng mẹ, lưng cha. Cũng bởi đôi chân của cô học trò này chẳng bao giờ đứng vững được, nhưng em lại có niềm khát khao cháy bỏng được học hành như bao bạn bè khác. Khi mà không viết kịp các bài ở trên lớp thì em thường phải mượn vở của bạn bè về chép và cũng phải đọc thêm nhiều ở nhà thì để có thể theo kịp được chương trình. Ngoài những buổi học ở lớp, Phương không tham gia bất cứ một buổi học thêm nào. Cần mẫn và chăm chỉ, Phương tự học, tự đọc, tự mày mò tìm kiếm kiến thức cho mình.